Thưa quý vị, sau khi bà Nguyễn Phương Hằng livestream trên mạng và nói về việc bị một nhóm người của ông Võ Hoàng Yên hành hung ở trụ sở phòng hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh, phía công an khẳng định không có chuyện như bà Nguyễn Phương Hằng nói bị hành hung tại phòng làm việc chiều ngày 16 tháng 10. Quý vị nghe có phẫn nộ hay không? Công an thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu phòng cảnh sát hình sự đã báo cáo cụ thể về toàn bộ diễn biến buổi làm việc với bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, ông Võ Hoàng Yên và một số người liên quan diễn ra vào ngày 16 tháng 10. Sau buổi làm việc, có một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng bị ông Võ Hoàng Yên và các luật sư của ông này hành hung hội đồng ngay tại phòng làm việc của phòng cảnh sát hình sự. Lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự khẳng định không có chuyện bà Nguyễn Phương Hằng bị nhóm của ông Võ Hoàng Yên hành hung tại phòng làm việc của đơn vị này, chỉ có lớn tiếng với nhau nhưng không có chuyện xô xát và hành hung. Trước đó, vào tối ngày 17 tháng 10, bà Nguyễn Phương Hằng đã nói trong buổi livestream được Công an thành phố Hồ Chí Minh mời lên làm việc liên quan đến đơn tố cáo của bà đối với ông Võ Hoàng Yên. Tại buổi làm việc này, có ông Võ Hoàng Yên cùng các luật sư tấn công bà tại nơi có chứng kiến của cán bộ công an. Bà Phương Hằng còn tuyên bố chịu trách nhiệm trước pháp luật về phát ngôn của mình, đồng thời đề nghị Công an thành phố Hồ Chí Minh trích xuất camera.